Hello, xin chào anh em nhé. Xin chào anh em. Rất hân hạnh lại được nói chuyện với anh em. Thì hôm nay em sẽ trả lời những cái câu hỏi của anh em trên bình luận trên kênh của em, hỏi những cái câu hỏi mà nhiều anh em chưa biết. Thì câu hỏi đầu tiên của một anh Hùng Chu, Chu Hùng. Anh có hỏi là em có một con mồi già, giờ nó hót giọng mái, làm sao cho hết anh? Bây giờ như này nhá, những cái câu hỏi này thì em cũng xin trả lời với anh em này. Là những con chim mà đã bị ra giọng mái, thứ nhất là những con chim là nó yếu lửa, nó vẫn ra giọng mái bình thường. Còn nếu chim căng mà vẫn ra giọng mái thì con chim đấy thì cũng không thể làm cho hết được. Yếu lửa thì có thể là làm cho hết, vì là khi yếu lửa thì nó ra giọng mái. Như cái lúc mà con chim thay lông thì phần đa là nhiều con vẫn ra giọng mái. Còn khi mà chim căng lửa mà vẫn ra giọng mái thì những con đấy không chữa được giọng mái đấy, không thể hết được giọng mái anh em nhé. Còn con chim yếu lửa ra giọng mái thì anh em chăm tốt căng lên thì nó sẽ hết giọng mái đó. Còn câu trả lời thứ hai của một anh Đức Thiện TV, anh có hỏi là anh ơi, chà màu chết chỗ thì khắc phục được không ạ? Mong mang đi không hót, treo một chỗ lại hót. Thì thực chất ra là những con này có thể khắc phục được, nhưng phần đa những con chim này là chính con chim nuôi non. Những con chim này thường thường là những con chim nuôi non lên, anh em không biết cách thì nó sẽ bị chết chỗ. Thì điều đầu tiên em sẽ hướng dẫn anh em cách khắc phục đầu tiên này, chưa nói đến con này nhá. Em sẽ khắc phục đầu tiên cái bắt đầu anh em nuôi non lên. Thì thứ nhất là anh em muốn làm cho nó không bị chết chỗ thì khi mà bắt đầu chim biết tập giọng rồi, hoặc là kể cả lúc mà gọi, có nghĩa là lúc mà má trắng đi, kể cả tre mà lúc bánh đẻ non, thì anh em nên treo chỗ lọ chỗ kia. Ví dụ chẳng hạn như anh em có thời gian thì bây giờ anh em treo chỗ này chẳng hạn, xong sau đó tầm độ 15 phút hoặc nửa tiếng, sau đó anh em chùm máu lồng lại, anh em di chuyển chỗ khác. Cách đó không xa, không cần xa đâu, nhưng anh em phải chùm máu lồng lại, nhấc ra chỗ khác. Đó. Thì cái tầm đấy thì anh em đang ép giọng đúng không? Thì có nghĩa là nó nghe tiếng, có nghĩa mình nhấc đi nhấc lại nhiều lần thì là nó sẽ không bị chết chỗ. Đó, còn cách khắc phục cái con này thì rất đơn giản thôi. Nhiều con thì cũng khó, nhưng phải nói nhiều con cũng dễ. Vì là những con như này thì anh em nên mang đi nhiều. Nếu muốn nó ấy thì anh em mang đi nhiều, càng nhiều càng tốt, thì nó sẽ quen hơn với cái môi trường ngoài chỗ lạ anh em nhé. Vì là những cái con này không được va chạm ngoài nhiều, không được đi nhiều thì nó bị thành chết chỗ. Ở nhà thì chơi rất tốt, nhưng đi ra ngoài co lại dù cục bông không hót không gì, đấy là những con bị chết chỗ. Anh em đi nhiều thì nó thành quen. Có con lì nó sẽ không khắc phục được đó, nhưng phần đa là 50-50, có nghĩa là khắc phục được chứ không đấy. Thì thường thường là nuôi non nó hay bị thế, mấy cả chim bổi, nhưng thường thường chim bổi nó không bị thế mấy đâu, ít khi lắm, trừ khi là chim bổi kiểu má trắng hoặc là má lỡ lên thì nó dễ bị như vậy, tại vì là nó không bị, nó không được va chạm nhiều như con chim già rừng đó. Câu hỏi thứ ba của một anh nữa là chim bị pha giọng nhẹ có bẫy được không? Anh em nhé, cái con chim mà bị pha giọng như này thì vẫn bẫy được bình thường. Quan trọng nhất là nó không bị tạp giọng khác, mà là nó vẫn có giọng kia thì vẫn bẫy được bình thường em nhé. Biết là nó chơi tốt, cánh tốt,
cầu có nghĩa là cầu ok hoặc là mỏ ra đều thì nó vẫn chơi vẫn bẫy được bình thường đó. Cái câu hỏi thứ tư của một anh nữa, anh Trọng cho em hỏi ngu cái, sao mình nuôi đít nó không đỏ được đỏ như ở thiên nhiên nhỉ? Thì thực chất ra là ngoài thiên nhiên thì nó được ăn, ngoài thức thiên nhiên thì nó được ăn đủ các chất, chẳng hạn như là hoa quả đều này, nó cần cái chất vitamin gì thì nó đi ăn ngoài thiên nhiên nó ấy. Chẳng hạn nó ăn cần ăn cò cào thì nó đi ăn được cò cào, cần ăn được hoa quả thì nó sẽ kiếm được hoa quả, ngoài thiên nhiên thì nó sẽ được ăn nhiều cào cào hơn. Thì mấy cả hai nữa là anh em nuôi cám thì bao giờ nó vẫn 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 nó nóng hơn thì nó sẽ đít, nó sẽ không được đỏ bằng ngoài thiên nhiên được. Ngoài thiên nhiên con nào cũng đít cũng đỏ, trừ khi gần đến lúc thay lông thì lúc đó thì lông nó già kiểu gần đến lúc lông rụng rồi thì lúc ấy lông nó sẽ không được đỏ như ngoài như đầu tiên mới thay được. Thì anh em muốn nuôi đít đỏ thì cũng đơn giản thôi, vì thực ra là những con chim của anh em mua về thì họ nuôi đít đã không đỏ được đỏ rồi thì anh em phải chăm hết mùa lông. Còn có cái loại cám cám rất tốt để cho chim thay lông, đuôi đuôi rất đỏ à, đít rất đỏ, lông đít rất đỏ là như này. Em thường thường ngày như ngày trước, kể cả bây giờ em vẫn cho ăn và kém cái cá cám Hiệp Đồng Nai. Không phải em quảng cáo hãng cám đâu nhá, anh em phải thông cảm nhá, vì là em cho ăn, hiện tại em cho ăn rất nhiều dòng cám, nhưng có dòng cám Hiệp Đồng Nai thì kể cả thời gian mình không chăm được, mình duy trì ăn được, nhưng quan trọng con chim phải hợp cám, còn nếu con chim không hợp cám thì sẽ không căng được. Còn cám nào thì cám vẫn phải có mồi tươi, mồi tươi cào cào hoa quả sâu dễ sâu thì chà mào không nên, còn cho thì anh em cho sâu được, chà mào thì không nên cho nhiều quá nhiều sâu, vì là nhiều anh em không biết để còn cho cả sâu gạo thì lông nó bị phá anh em nhé. Thì cái cám Hiệp Đồng Nai mà anh em cho ăn được cái cám đấy thì cái lông nó rất là đẹp đó. Còn có con hợp cám thì lông cũng đẹp, chẳng hạn như cám lũy em thấy cũng ok. Thì em thấy em trước em cũng cho ăn lũy cũng thấy ok, nhưng phải hợp cám, mình không không quảng cáo hãng cám nhé. Kể hiện tại bây giờ em đang cho Nên Hiển này ăn Nam Phở này ăn lũy thì có một con ăn Hiệp Đồng Nai đấy thì em vẫn cho ăn. Thì Tuấn ngày xưa cũng cho ăn, nhưng mà phần đa anh em phải cho ăn hoa quả đều và mùi tươi cầu cạnh. Như thời điểm thay lông thì anh em nên cho ăn đồ mát nhiều hơn thì nó sẽ lông lá sẽ đẹp hơn, hoa quả càng nhiều càng tốt, thì vì lúc thay lông thì nó cần độ mát của để cho nó thay lông được ra lông nó mượt hơn đó. Còn có một cái bình luận này hỏi em là đâu, em xem tìm đây còn không, đây em chưa chụp ảnh cái này. Có cái bình luận hỏi em là cái cách à, mà tại sao con chim của em khi bẫy được bổi về nó quyết định không ăn, anh có cách nào khắc phục không? Thì nhiều anh em không biết cách để cho nó ăn. Bình thường có con ngoài thiên nhiên nó chưa được va chạm chuối thì nó sẽ không ăn, hoặc là thanh long hoặc là táo hoặc là đu đủ, nhiều con đu đủ nó cũng ăn, nhưng mà có con lì nó không ăn. Thì cách khắc phục đơn giản nhất cho anh em kiếm một con chim mọc khác, hoặc là con khuyên cũng được, anh em thả chung vào con cái lồng đó, hoặc là anh em để cạnh với con mào khác. Nếu mà không có chim mọc cùng thì anh em có thể đặt cạnh con chim thuần hơn, anh em để sát lồng với nhau, anh em cắm quả chuối vào giữa hai lồng sát nhau, thì con này con bên thuần nó biết ăn rồi ăn thì con bên kia nó sẽ tự xuống ăn, nhưng mà anh em vẫn phải cắm qua cái lấy cái nan lồng anh em gạt gạt như ở vết con chim nó mổ, thì nó nhìn thấy giống con chim khác ăn thì nó sẽ tự ăn đó. Cái cách khắc phục đơn giản nhất cho anh em cái cách mà để cho con chim bổi mới về là đầu tiên anh em cho ăn hoa quả nó không biết ăn, lì nó không ăn, cho cào cào cũng không ăn, cho sâu không ăn, mà cho
cho các loại hoa quả không ăn. Thì đấy, các cách khắc phục đơn giản nhất đó. Thì nếu anh em cần hỏi cái gì thì anh em có thể bình luận bên dưới video để em trả lời giúp anh em. Còn anh em nếu thấy hay thì anh em có thể chia sẻ clip này để cho nhiều người biết đến video của em. Còn thời điểm này của em thì đặc điểm em mùa này em không đi bẫy, không đi bẫy vì là mùa này mùa sinh sản hiếm họa lắm, đi bẫy thôi, vì là những hôm đấy là nghiền quá, không có nghĩa là lâu ngày không được đi bẫy thì mình đi giải bố tí được chim đấy, như hôm được con chòe đấy về cũng thả thôi, em cũng không không, không quan trọng là được 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 chim về đấy đâu, em hầu như em thả, em không 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 nghĩ mình còn mua về thả được cơ đấy, nên mình không đi bẫy mùa sinh sản. Còn anh em hôm trước em có đăng cái video lên là đống tre, anh em này bảo là học hỏi người khác đúng không, là anh em chưa hiểu tính của em đâu, em đặt đống tre chủ yếu quay video như năm ngoái em lấy được về em cho bằng sạch thật luôn, em cho bằng sạch luôn. Còn anh em quay video để làm cái video để kiếm tiền, nói chung là anh em xem video này, anh em xem hết quảng cáo thì em cũng được thêm tiền đấy, chứ phải không, nếu mà không được tiền thì chắc chắn là cũng không, như chẳng hạn như em đi tuyển mồi đấy thì người ta bảo bao nhiêu thì em cũng để cho anh em bấy nhiêu về mất cả công đó. Có hôm em gửi đi còn đầu thì mưa, nó đi xa mất cả học mình đi đấy, chứ không phải không, có người thì cho em 200 cà phê, có người thì không, nói chung là em cũng không không, không có người bảo cho, có người gần đây em còn không lấy cơ, chứ không phải là vì đồng tiền anh em nhé. Đấy, nhà thì không gì gì ngoài tiền, riêng nhà em không gì ngoài tiền, có mỗi là không có nhiều thôi. Ok anh em, để hẹn em video tiếp theo nhé, chào anh em.